nói chung là cái công việc là rất là nhàn đó, may là có một chút công việc rồi để mình làm để mình kiếm thêm thu nhập các bạn ạ, chứ không mình sẽ không biết như thế nào để mình nói luôn ấy, mình làm công việc gì luôn ấy. Rồi này may mình có chút thu nhập để mình về để mình mua rau cỏ thịt thà mình ăn các bạn ạ, chứ mấy ngày hôm nay mình cũng rất là thương mẹ mình ấy, tại vì mấy ngày hôm nay là mẹ cứ bảo mẹ mình bảo là tiếc tiền không dám mua thịt thà để ăn ấy. Mẹ ơi, hôm nay mình làm ở đây thì ngày nào mình cũng được làm rồi mẹ. Vâng. Chỉ được một buổi thôi à? Thôi nói chung là cố gắng làm được ngày nào thì hay ngày đấy vậy. Có tưởng người ta thuê lâu lâu không? Không, có một chút thôi đấy các bạn ạ. Thì hôm nay là mẹ mình cũng xin cho mấy anh em mình vào đây để sơn kim mảnh này nhé các bạn nhá. Đó thì nói chung là cái công việc là rất là nhàn đó, may là có một chút công việc rồi để mình làm để mình kiếm thêm thu nhập các bạn ạ, chứ không mình sẽ không biết như thế nào để mình nói luôn ấy, mình làm công việc gì luôn ấy. Rồi này may mình có chút thu nhập để mình về để mình mua rau cỏ với thịt thà mình ăn các bạn ạ, chứ mấy ngày hôm nay mình cũng rất là thương mẹ mình ấy, tại vì mấy ngày hôm nay là mẹ cứ bảo mẹ mình bảo là tiếc tiền không dám mua thịt thà để ăn ấy, mà thôi hôm nay là làm như này vất vả rồi thì tối hôm nay mình về mình sẽ mua thịt về để ăn các bạn ạ. Này người ta nói công trước đây. Hôm nay mẹ anh bảo dặn rồi đấy, mấy anh em mình làm thì người ta giả công đấy, thì bao nhiêu thì người sau hết cái buổi này thì người ta sẽ giả, anh cũng không biết là bao nhiêu. Người ta thuê mình đến đây mình làm ấy, xong đầu là hết ngày rồi là xong, làm xong hết đi mình sẽ bàn giao rồi người ta sẽ thanh toán. May là người ta nhận những con mình làm ấy nhỉ. May mà người ta còn nhận làm chứ còn nhiều lơi tay nghề không có ấy, mình làm người ta còn mắng cho ấy, tại vì là người ta chỉ nhận những cái người nào mà có kinh nghiệm thôi. Nhưng may là mình làm ở đây thì gọi là chỗ mẹ mình quen ấy, nên là mẹ mình sơn, là mình xin cho. Nói chung là bây giờ công việc gì cũng làm được hết, chả công việc gì là không làm được các bạn ạ. Cứ miễn là kiếm được ra tiền, không phạm pháp là được. Mình hôm bữa mình còn đi bán ve chai, mình vẫn bán được mà. Hôm bữa anh đi bán ve chai gặp đúng thứ nó đi cùng người yêu nó, xong này nó vào nó cà khịa anh luôn. Hôm đấy mỗi anh đi mà, hôm đấy làm gì có ai đâu. Thế là anh đang đi mua ve chai ấy. Thế là gặp Thư nó đi cùng người yêu, nhưng mà nó thấy anh thì nó xuống nó cà khịa, nó vứt 30.000 vào mặt anh luôn. Anh thật chứ tuy không có tiền thôi nhưng mà cái nhân cách không là mình không mờ mình mất. Giờ anh gặp con đấy nghĩa ra không đúng toàn kiểu khịa để của anh ấy. Thì anh có muốn gặp nó đâu, anh đang đi anh bán thì anh gặp nó chứ nó gặp anh mà anh đã động chạm gì đâu. Nó lại vứt tiền vào mặt anh, nó lại bảo là cầm tiền đấy để đi uống nước. Mình không mờ mình thèm mấy cái đồng tiền của từ nó luôn, thật sự các bạn. Con Thư cho anh này nào. Thằng người yêu của Thư ấy, nó vứt tiền vào mặt anh ấy, vứt được có mấy chục bạc, xong rồi nó lên cái giọng nó bảo là cầm về mà uống nước đi láng lôi, nó kiểu nó nói khịa đấy. Chứ không phải mặt nó kì đó, chứ không phải nó tốt đẹp gì. Anh chửi mà nghe anh nói luôn. Thì hôm đấy anh còn tí đánh nhau nó luôn đấy. Lấy nhà người khác thì kiểu thế. Giờ Thư nó ham vật chất, hám tiền nó làm gì em. Mình bây giờ mình biết bụng vậy thôi.
anh thương đứa con của anh chứ còn thật sự là thưa bây giờ anh cũng chả có tình cảm gì. Bây giờ thì được cố gắng thôi. Nhưng biết như đấy, nhưng chơi bời các thứ bao nhiêu á, ngày á, sướng bây giờ á, đây ai phải là đi làm, mình phải đi làm lấy đâu tiền đúng không? Bây giờ mới biết. Mai giờ mình nói được câu đấy. Bây giờ nó mới bảo là nó bây giờ nó biết đấy. Thế lúc mà anh mình khuyên nó thì nó có nghe đâu đúng không? Lúc kia hết lời hết cái không bao giờ nghe. Sao mà lúc mà con Xuân nó lừa mình, rõ ràng mình nghĩ cái bụng là con Xuân nó lừa rồi, mà biết là kiểu nó lừa rồi mà mình nói thằng này nó còn không tin cơ. Vẫn cứ bảo là anh em đổ tội. Sao mà nó đấy, sao mà nó đấy anh em mình bảo là bỏ nó đi, nó vẫn quyết là nó yêu ấy. Bây giờ con Xuân nó trốn rồi đấy. Yêu nó được không? Bây giờ nó trốn nó đi đâu rồi mà con có thấy đâu? Em tìm nó mãi không thấy nó. Trốn rồi. Có tìm mà mát. Anh còn hỏi han tại nhà nó, là bố mẹ nó bảo là nó đi chơi đâu rồi. Xa lắm. Hồi sao mà đợt lại em không thấy nó làm ván ở đây. Không thấy nữa mà từ cái lúc này anh cũng chẳng thấy về mặt nó mũi đâu luôn. Không biết nó trốn đi đâu rồi. Trước đi còn hay vậy. Trước đi thì lúc nào cũng gặp nó mà nó phá mình ấy. Bây giờ mình biết là nó bộ mặt thật như thế rồi, nó trốn nó đi ấy. Nó sợ anh em mình đưa nó lên công an đây. Bây giờ nó là con. Anh em ơi, chung mình quét chung cũng gọi là kinh nhờ phết đây. Quét sơn luôn đâu. Nghe khô đấy, cũng kiểu cũng chuyên nghiệp phết đấy mọi người ạ. Cố gắng làm đẹp đẹp một tí. Như gần hết sơn trắng rồi anh ạ. Hả? Gần hết sơn trắng. Thế thì quan trọng lắm. Đặc quá nó hay đấy. Sơn này là mình với cả mấy anh em ở đây đang quét là được quét sơn nốt mọi người nhá. Quét xong cái sơn này là bắt đầu mình sẽ đến cái sơn màu. Chứ không phải đây không phải sơn màu. Đây mình quét chỉ là lót thôi đây nè. Không các bạn bảo mình quét xấu thế, chỉ quét là đây là quét lót thôi nè, quên mình quét nó nhanh một chút một xíu ấy. Quét lót chưa quét là quét lót thì mình chỉ còn quét nó lên thôi để cho nó lên màu cho nó đẹp ấy. Nói chung là bây giờ cố gắng thôi, biết làm sao bây giờ. Chả biết làm sao nữa. Cái thằng mạnh nhưng mà nó nghĩ được ngày xưa đó không chịu. Hồi xưa nó có nghĩ được cái gì đâu. Hồi xưa ngu dốt không tin lời nó. Mày ngu dốt mày bán nhà cho Thư nữa. Ai thì ngu rồi đấy. Nên bây giờ mọi người phải chịu khổ như thế này. Mẹ mình đang làm ở trên các bạn ạ. Đây này. Đấy, mẹ mình đang làm ở trên, còn mình đang làm ở dưới. Đấy. Mẹ mình đấy, đang làm ở trên đang phải lau. Thì nữa mình phải đi mình bắt cá ở dưới đây xong là mình bán nữa các bạn ạ. Vì mình thấy người ta bảo là cá ở đây nhiều cá rô phi ấy mà không ai bắt. Mình xin người ta, nếu mà người ta cho xuống bắt thì mình bắt, xong bắt đầu mình đang đi bán. Đó, cái thu nhập. Này đợi khô thì tối này. Ừ, đợi khô này thì tối. Cái này phải tầm mấy tiếng mới khô cơ. Mà hôm nay không có nắng. Mưa. Hôm nay nếu còn nắng thì khô quét vào một lát nữa là khô luôn đi, và là được. Chứ nhưng mà lát nữa có sơn không? Không khô lại phải để mai đúng không? Này vẫn nước hả bác? Vẫn mà. Bác bảo mê. Mình nhìn như thế thôi nhưng mà sờ vào nó ẩm ẩm nặng. Sao? Ừ. Anh chỗ này nó dễ khô hơn. Tí ấy sợ. Anh em mình chỗ này nó trơn. Cái chỗ này nó khó này. Anh trong thời gian này đấy các bạn biết đấy, Phạm Thư đối xử với mình như thế, thật ra là mình cũng không muốn gặp Phạm Thư nữa. Tại vì mọi người bảo mình là
chia tay Phạm Thư đi, nhưng mà mình bây giờ mình thật sự với các bạn ạ, mình rất là buồn à, Phạm Thư đã có bầu mình ấy, bây giờ mình chia tay Phạm Thư thì mình rất là thương con mình, nên là trong thời gian này mình tạm thời là mình kiếm tiền là mình lo cho mẹ mình cái chỗ ăn chỗ ở đã, sau đấy thì mình sẽ xử lý đến thằng bồ của Thư nhá, và mình sẽ nói chuyện với Thư rõ ràng luôn. Thì bây giờ mình mà đi mà mình giải quyết cho chúng nó ấy, mà nhà cửa mình không có ấy, mình rất là lo cho cái cuộc sống bây giờ ấy các bạn ạ. Rồi thôi, nói chung là bây giờ mình phải làm, các bạn ạ, không lát nữa người ta đến người ta nói cho ấy, tại vì làm thì không làm thì quay video người ta nói cho các bạn ạ. Thôi nhé, bye bye mọi người.